Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 2 tập 2 bổ sách cánh diều, và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng ta nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách toán lớp 2 tập 2 bổ sách cánh diều tuần 23 để thực hiện một số hoạt động trong bài 67 ngày giờ tiết 1. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta bài 67 ngày giờ tiết 1 và chúng ta sẽ khám phá với một số tình huống sau. Bây giờ bạn nào có thể quan sát lên màn hình và cho thầy biết là một ngày mới bắt đầu từ lúc 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. Như vậy một ngày có bao nhiêu giờ? À, để biết được một ngày mới bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau có bao nhiêu giờ, thầy mời chúng ta quan sát lên chiếc đồng hồ để biết được một ngày có bao nhiêu giờ nhé. Đây là 12 giờ đêm hay là 0 giờ đúng không? Như vậy đến 1 giờ sáng. Tiếp theo sẽ là 2 giờ sáng đúng không? Tiếp theo sẽ là 3 giờ sáng. Và tiếp theo sẽ là 4 giờ sáng. Bây giờ sẽ là 5 giờ sáng. Và chúng mình đang thấy mặt trời đã hiện lên, đó là 6 giờ, đúng không? Và đến lúc mình đi học đó sẽ là 7 giờ. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy là chúng mình học trong khung giờ là 8 giờ, đúng không? Và đến 9 giờ luôn. Và chúng mình sẽ học đến 10 giờ. Và 11 giờ đó là bước qua giờ trưa, chúng mình thấy mặt trời đã lên cao. Tiếp theo chúng ta thấy là đây là 12 giờ. Và đây là 1 giờ chiều, hay nói cách khác là 13 giờ. Và tiếp theo chúng mình lại đi học vào 2 giờ chiều hay là 14 giờ. Và tiếp theo chúng mình lại học 3 giờ chiều hay là 15 giờ. Và đây là đúng rồi, 4 giờ. 4 giờ chiều. Và bây giờ là chúng ta thấy là 5 giờ hay là 17 giờ đúng không? Tiếp theo là 6 giờ, hay nói cách khác là 18 giờ. Chúng mình thấy đến giờ đây là 7 giờ, trời đã tối rồi đúng không? Tiếp theo đấy là 8 giờ. Và tiếp theo đây là 9 giờ tối hay là 21 giờ, và 10 giờ hay là 22 giờ, và đến 11 giờ đêm, như vậy đây là 23 giờ, và tiếp theo sẽ đến 20. Tiếp theo chúng mình thấy là 12 giờ hay là 24 giờ, như vậy đã kết thúc một ngày đúng không? Như vậy một ngày của chúng mình sẽ có 24 giờ. Và bây giờ chúng ta hãy cho thầy biết là một ngày có bao nhiêu giờ nào. Chúng mình vừa xem đồng hồ, bây giờ hãy cho thầy biết một ngày có bao nhiêu giờ. À đúng rồi đấy các em ạ. Một ngày của chúng mình bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. Như vậy chúng ta sẽ có 24 giờ. Và bây giờ thầy sẽ đưa ra các khung giờ cho chúng ta xem. Ở đây chúng mình thấy là giờ thì có đêm và ngày và đêm đúng không? 12 giờ đêm hôm trước tức là 0 giờ, rồi đến ngày và xong đó là đến 12 giờ đêm hôm sau. Như vậy là đó là một ngày. Và các khung giờ được tính như sau. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có các giờ vào buổi sáng đúng không? Là lúc trời sáng. Và buổi trưa, buổi chiều, buổi tối và buổi đêm. Như vậy chúng mình sẽ có các cái giờ ở khung giờ đó là sáng, trưa, chiều, tối và đêm. Vậy thì những khung giờ như sáng thì những giờ nào, trưa thì những giờ nào, chiều thì những giờ nào, tối thì những giờ nào, đêm thì những giờ nào. Thầy mời chúng ta quan sát vào cái bảng sau nhé. Ở đây thầy sẽ đưa lên một cái bảng đó là giờ của buổi sáng. Buổi sáng thì gồm có, đúng rồi. Ở đây chúng ta sẽ có là buổi sáng thì gồm có là 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, đúng không? 6 giờ sáng và
7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng và 10 giờ sáng. Buổi trưa chúng mình sẽ có là, à đúng rồi, buổi trưa sẽ có là 11 giờ trưa, 12 giờ trưa đúng không? Và buổi chiều sẽ có là 1 giờ chiều hay là 13 giờ, 2 giờ chiều hay là 14 giờ, 3 giờ chiều hay là 15 giờ, 4 giờ chiều hay là 16 giờ, 5 giờ chiều sẽ là 17 giờ và 6 giờ chiều sẽ là 18 giờ. Còn khung giờ buổi tối sẽ là, đúng rồi, 7 giờ tối, tức là 19 giờ. 8 giờ tối là 20 giờ và 9 giờ tối là 21 giờ. Còn đêm, tức là bước qua 10 giờ đêm, người ta gọi là buổi đêm. Đêm thì gồm có 10 giờ đêm, tức là 22 giờ. 11 giờ đêm là 23 giờ và 24 giờ đêm là 11 giờ là 24 giờ giờ đêm, đúng không? 12 giờ là 24 giờ đêm, 11 giờ là 23 giờ đêm. Ở đây thầy xin lỗi nhé, ở đây là sẽ là 12 giờ đêm. Ở chỗ 24 giờ đêm này thầy sẽ viết sai, đó là 12 giờ đêm nha các em. Như vậy thầy đã đưa ra các khung giờ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối cho các em quan sát. Bây giờ chúng mình có thể đọc lại những giờ trong cái khung giờ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều này cho thầy. Tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận và cho thầy biết một số đồng hồ như sau. Thực hành xem đồng hồ và đọc giờ lớn hơn 12 giờ. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hành và xem đồng hồ đọc giờ lớn hơn 12 giờ. Và bây giờ bạn nào có thể cho thầy biết ở đây là đồng hồ chỉ mấy giờ? À đúng rồi, đồng hồ chỉ là 10 giờ đêm đúng không? Hay là 22 giờ? Vì kim ngắn chỉ số 10, kim dài chỉ số 12, đây là kim giờ và kim phút đúng không? Như vậy chúng ta thấy là đây là 10 giờ đêm hay là 22 giờ? Bây giờ bạn nào có thể cho thầy biết đồng hồ chỉ mấy giờ? À đúng rồi, đồng hồ chỉ 11 giờ. Và bây giờ bạn nào có thể cho thầy biết là đồng hồ chỉ mấy giờ nào? À đúng rồi các em ạ, đây là đồng hồ chỉ 4 giờ chiều. Hay nói cách khác đây là 16 giờ đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đồng hồ như sau. Bạn nào giỏi cho thầy biết đồng hồ này chỉ mấy giờ? À đúng rồi, đồng hồ chỉ 8 giờ tối đúng không? Và nói cách khác đây là 20 giờ. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập thực hành với một số bài tập sau. Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 11 giờ, 12 giờ, B 13 giờ, 14 giờ, 19 giờ, 20 giờ và 23 giờ. Vậy thì chúng ta sẽ phải quay những mặt đồng hồ. Bây giờ chúng ta sẽ lấy đồ dùng học tập ra quay giờ. Cậu A là 5 giờ, cậu A là 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 11 giờ và 12 giờ. Vậy thì chúng ta cùng làm cậu A nhé. Vậy thì muốn quay được 2 giờ chúng ta sẽ, à đúng rồi, ở đây là đồng hồ chỉ 2 giờ. Kim dài là chỉ số 12 và kim ngắn chỉ số 2, đây là 2 giờ. Đây là 5 giờ. Còn đây là 8 giờ. Còn đây là, à đúng rồi, 11 giờ. Và đây là 12 giờ đúng không? Tiếp theo chúng mình cùng quay đồng hồ 13 giờ, 14 giờ, 19 giờ, 20 giờ, 23 giờ xem nào. Ở đây chúng mình thấy là 13 giờ sẽ là 1 giờ chiều đúng không? Ở đây chúng mình thấy đây là đúng rồi, 1 giờ, 13 giờ. Ở đây chúng ta thấy 14 giờ tức là 2 giờ đúng không? Đây là đồng hồ chỉ 10, 19 giờ tức là 7 giờ tối đấy. Tiếp theo đây là 20 giờ, đây là 20 giờ, chỉ đồng hồ chỉ 20 giờ. Và đồng hồ chỉ 23 giờ, tức là 11 giờ đêm. Bây giờ chúng mình có thể dừng video và đọc lại những cái giờ trên đồng hồ này cho thầy nhé. Sau đây, chúng ta cùng đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta là số. Ở đây chúng ta thấy một cái đồng hồ chạy bằng điện tử, một đồng hồ để bàn, đúng không? Như vậy, chúng ta thấy là 21 giờ. 21 giờ thì đồng hồ điện tử, đồng hồ được bấm dây đúng không? Như vậy thì ở đây đồng hồ treo tường, đồng hồ treo tường ở đây là 21 giờ, tức là, à đúng rồi, 9 giờ. Vậy thì bạn nào 21 giờ đêm, 21 giờ hay là 9 giờ giờ tối đúng không? Nó giống nhau. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng quan sát lên đồng hồ tiếp theo. Một đồng hồ chỉ 14 giờ và một đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ? À đúng rồi, ở đây chúng mình thấy là đồng hồ này 14 giờ đúng không? 14 giờ hay nói cách khác là 2 giờ chiều. Đúng rồi, rất giỏi, 2 giờ chiều. Tiếp theo đồng hồ chỉ 16 giờ hay nói cách khác là đồng hồ chỉ, à đúng rồi, 4 giờ chiều. Tiếp theo nữa đồng hồ
chỉ là đồng hồ giấy, chỉ là đúng không, đồng hồ điện tử chỉ là 19 giờ đúng không, hay là 7 giờ, 7 giờ tối. Đây là hai đồng hồ đúng không, một đồng hồ chỉ 24 giờ, một đồng hồ chỉ đeo tường chỉ 12 giờ đúng không. Và bây giờ đồng hồ chỉ 20 giờ, tức là mấy giờ tối? À đúng rồi, 8 giờ tối đúng không? Một đồng hồ chỉ 20 giờ hay là 8 giờ giờ tối. Và đồng hồ tiếp theo đó là, à đúng rồi, đồng hồ chỉ 23 giờ, tức là 11 giờ đêm đúng không? Một chiếc đồng hồ là chỉ 24 giờ, một chiếc đồng hồ là chỉ 12 giờ đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là hai chiếc đồng hồ nó sẽ khác nhau về cái số, nhưng mà số giờ nó sẽ giống nhau đúng không? Như vậy chúng mình cũng biết được thêm một cái đồng hồ, đó là đồng hồ chỉ bấm giây, nó chỉ 24 giờ đúng không? Và một đồng hồ để tường, chúng mình có thể so sánh các cái giờ, ví dụ như 16 giờ tức là 4 giờ chiều vì nó qua 12 giờ rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một trò chơi sau. Như vậy đồng hồ này chỉ mấy giờ đây các em? Bây giờ chúng mình cùng suy nghĩ nhé. À đúng rồi, đồng hồ này chỉ 5 giờ hay là 17 giờ. Bây giờ lại một có đồng hồ nữa, thì bạn nào có thể cho thầy biết đồng hồ chỉ mấy giờ nào? À đúng rồi, đồng hồ này chỉ 2 giờ hay là 14 giờ đúng không? Tiếp theo bạn nào cho thầy biết đồng hồ chỉ mấy giờ? À đây là 9 giờ hay là 21 giờ, 3 giờ hay là 15 giờ đúng không? Như vậy thì thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài 67, đó là ngày giờ tiết 1. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo vào những video tiếp theo. Xin thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều.